Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Nghệ thuật cứu thua của thủ môn. Trong bóng đá, ghi bàn là nhiệm vụ của tiền đạo để định đoạt trận đấu, nhưng thủ môn mới chính là 50% sức mạnh của đội bóng. Những pha bay người cản phá, dùng những đầu ngón tay để đẩy bóng ra ngoài luôn mang lại những cảm xúc khó tả cho người xem cũng như cầu thủ đội nhà. Hãy cùng Mr. Zero xem qua clip khi cứu thua được nâng lên tầm nghệ thuật nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho kênh của mình nhé. Tạm biệt. Nope. Nope. Nani? Thủ môn hàng đầu luôn để lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc khó quên nhờ những tình huống cản phá xuất thần của họ. Những tình huống luôn khiến chúng ta phải thót tim, nín lặng, hồi hộp đến khó thở. Đó là lý do mà những người gác đền luôn đóng vai trò quan trọng trên sân. Và hôm nay, hãy cùng Mr. Zero chiêm ngưỡng lại những pha cản phá xuất thần hiếm có trong năm 2019. Nếu không có Lloris, chưa chắc Tottenham đã có thể mang về chiến thắng đậm đà trước Dortmund. Vì vậy, thủ thành người Pháp dường như đã chiếm trọn spotlight sau trận đấu. Điển hình phải kể đến tình huống mà bạn đang được chiêm ngưỡng. Cú đánh đầu hiểm hóc từ trung vệ Jagado sau khi nhận bóng từ Jadon Sancho khiến thủ thành Hugo Lloris phải vất vả bay người mới có thể cản phá. Còn anh chàng Steven Clark trong tình huống này đã có pha nước rút hết sức ngoạn mục. Sau khi hóa giải mối nguy hiểm từ cầu thủ đối phương ở khoảng cách khá xa khung thành, Clark đã kịp leo về trước khi tung cú bật nhảy đẩy bóng ra khỏi lưới. Quá đen cho cầu thủ áo đỏ, vì nếu không phải là Clark thì có khi anh đã có được siêu phẩm vô lề để đời. Trong trận siêu cúp châu Âu giữa Chelsea và Liverpool, thủ thành Kepa đã khiến Salah và Van Dijk nản lòng với hai pha cứu thua đẳng cấp. Xuất phát từ một tình huống phạt góc, bóng đến chân Salah và dĩ nhiên ngôi sao này ngay lập tức tung cú dứt điểm hiểm hóc. Chỉ cần có thế, cả ba đổ người chuẩn xác trong tích tắc. Chưa dừng lại, Van Dijk tiếp tục đe dọa khung thành Chelsea bằng một cú sút bồi ngay sau đó. Pha quay chậm cho thấy cú ra chân của ứng cử viên quả bóng vàng năm 2019 là quá nhanh, quá nguy hiểm. Thế nhưng Kepa vẫn cho thấy mình nhanh hơn một nhịp. Anthony Lopez của Lyon đã thể hiện phản xạ xuất thần khi chặn đứng 3 pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ San Etienne. Đầu tiên là một pha dứt điểm trong vòng cấm, tiếp đó là một cú sút ngay chính giữa chỉ cách khung thành chừng vài mét và cuối cùng là một cú volley đầy nhạy bén. Tiếc là tất cả đều bị Lopez từ chối không trượt cái nào. Quả là một ngày làm việc hết năng suất với thủ thành Lyon. Chiến thắng của Juve có phần là kém vui đôi chút khi CR7 gần như bất lực trong việc khoan phá mảnh lưới Bologna. Không ai khác, chính là Lukas Skorupski, là người một mực từ chối siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhận bóng từ đồng đội, Ronaldo có pha xoay người dứt điểm vào góc cao của khung thành đối phương. Fan của anh 7 có lẽ đã đứng hết dậy ôm chầm lấy nhau thì mới hú hồn, bóng hóa ra vẫn chưa vào lưới.
đầu hiệp 2, trận đấu giữa Arsenal và MU khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội khách. Thủ thành Romero đã có pha cứu thua có thể nói ngang với việc ghi bàn cho Quỷ Đỏ. Từ đường truyền của Maitland Niles, Aaron Ramsey đã tung cú đánh đầu ở vị trí gần với khung thành của MU. Thế nhưng bằng cách nào đó, Romero vẫn kịp phản xạ và giơ tay trái đẩy bóng cứu thua trông thấy cho MU. Pha cản phá này của Romero có phần giống với tình huống đẩy bóng của thủ thành Văn Lâm trong trận tứ kết Asian Cup giữa Việt Nam với Nhật Bản. Tại Juventus lúc này, Zidane là thủ môn số 1. Gianluigi Buffon đã trở lại Juve sau một năm chơi bóng cho PSG, nhưng thủ môn huyền thoại của bóng đá Italy chấp nhận vai trò dự bị tại đội bóng. Pha bay người cản phá trong trận tứ kết gặp Ajax đã cho thấy được tài năng của thủ thành người Ba Lan. Đến Hakim Ziyech cũng không tin được siêu phẩm của mình lại bị thủ thành Juve từ chối thẳng thừng đến như vậy. Nhắc đến thủ môn của Liverpool, ai cũng sẽ nghĩ đến đầu tiên là Alisson Becker. Thế nhưng tại Anfield vẫn có một cái tên khác nổi bật không kém là Adrian. Trong trận gặp Napoli, thủ thành người Tây Ban Nha đã có pha cứu thua không tưởng. Mario Rui đã tạt bóng qua cả tầm với của Van Dijk để tới vị trí của Mertens. Tuy nhiên, pha bay người dứt điểm của cầu thủ người Bỉ đã bị Adrian cản lại bằng phản xạ xuất sắc. Derby thầy Madrid ở Wanda Metropolitano, Jan Oblak trở thành người hùng của Atletico. Trong thế trận mà các cầu thủ Real Madrid dứt điểm tốt hơn, người gác đền của đội chủ nhà thi đấu xuất thần, nổi bật là pha bay người cứu thua của Jan Oblak trước tình huống Karim Benzema đánh đầu tưởng như là thành bàn, giúp Atletico giành một điểm quan trọng. Với các thủ môn, không chỉ cần đến đôi tay mà phản xạ chân cũng hết sức quan trọng. Sebastian Jurado đã cho thấy thủ môn giỏi dùng chân trên thế giới không chỉ có De Gea bằng pha bóng ảo diệu này đây. We'll be right back.
bạn nghĩ chỉ có chim mới bay được thì có lẽ là nên xem qua tình huống này. Ở phút thứ 30 của trận đấu, thủ môn Mamouchad đã lao ra khỏi vòng cấm khá xa để bay người đánh đầu phá bóng, ngăn cản tình huống tấn công của Pyramids. Sau đó, quả bóng bay đúng vị trí của một cầu thủ đối phương ở gần khu vực giữa sân và anh chàng này đã nhanh chân sút vô lê đưa bóng bay thẳng về phía khung thành bỏ trống. Khi mà ai cũng nghĩ bóng sẽ bay vào lưới thì thủ môn Mamouchad bỗng dốc hết tốc lực lao nhanh để bay người dùng tay đẩy bóng qua khỏi cầu môn, bản thân anh thì bay thẳng vào lưới. Hay hai lần đã là xuất sắc như vậy mà anh chàng thủ môn trong tình huống này lại giữ sạch lưới đến 3 lần liên tiếp. Fatinet hết bay sang phải, đứng dậy rồi tiếp tục bay sang trái để hóa giải tất cả những cú nã đạn của đối phương. Nhìn Fatinet múa may quay cuồng, tôi cứ tưởng là anh chàng này phải có đến 3 đầu 6 tay mới phản xạ xuất thần đến như vậy. Những pha cản phá không tưởng vừa rồi đã cho thấy được nghệ thuật cứu thua của những thủ môn trước khung gỗ. Thế mới thấy, giá trị của một pha giải nguy đôi khi bằng, thậm chí là hơn một bàn thắng là như vậy. Hãy cho chúng tôi biết bạn ấn tượng với pha bay người nào nhất. Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.